đàn này anh mới phải run có 3 hôm nhá, không cần phải run. Mấy cân. 2 cân 2. Nào tất cả. Có một bạn gái em đi riêng nhá. Nhá. Con của em to nhỉ? Sao cái đàn kia bé hơn mà hôm trước anh cân đã là cân 6 hả? Chắc ca chắc phải 2 cân 8, 3 cân. Nên cái đấy. Ôi. Cái. Ok. Cái ca phải 3 cân nhá. Chắc phải tầm đấy. 2 cân 8 à. Ôi ôi, tí nữa thì tiêu. Cả con này á. Đây nó đấy, chính hắn đấy, rất cà đấy. 2 cân 6. Sao thế nhở, hay là lông lắm quá. Nhiều lông quá. Hay là ăn no. Ôi ôi. 2 lần rồi nhá. Cho nó cất xuống. Chó khác ấy, vào cái này là nằm im đấy. Border Collie thì thôi.